gặp ở những trẻ sơ sinh hoặc là trẻ nhỏ. Rồi bên cạnh đó là mình cũng thực hiện cái quyết định của siêu âm não, là mình có những cái quyết định gì khi nào thì mình không có siêu âm não được và nó hạn chế ở mặt nào. Thì mục đích của cái siêu âm não là để người ta đánh giá cái nhu mô não, và ngoài ra còn đánh giá cái lưu lượng máu tới não, hay là nói cách khác đó là siêu âm Doppler, và đánh giá những cái mạch máu lớn á, cũng giống như những cái gan hay là những cấu trúc khác như thận vân vân ha. Thì não cũng có những mạch máu nuôi, nên mình sẽ vừa đánh giá nhu mô vừa đánh giá luôn cái lưu lượng máu tới luôn của não. Thì khi siêu âm á, có hai cách để siêu âm. Một đó là siêu âm xuyên qua cái khớp của em bé. Khớp thì các bạn học nhi biết rồi, có bao nhiêu cái khớp hả? Ít nhất là biết cái khớp trước đúng không? Khớp trước nằm đâu hả? Khớp trước là giới hạn bởi xương gì? Trán. Cái gì đính đúng không? Cái phần trán đính ha, ở phía trên đỉnh đầu của mình, nó là khớp trước. Rồi một cái khớp nữa là khớp sau. Cái tên á thì nói cho mình biết là nó nằm ở đâu rồi, khớp trước nằm phía trước, khớp sau thì nằm phía sau. Rồi một mặt khác nữa, ngoài ra họ còn một cái khớp là khớp chụm, cái nằm ở mặt bên, thì cái đó nó khó siêu âm hơn. Và cái nữa là một cái siêu âm xuyên sọ. Xuyên sọ có nghĩa là mình siêu âm không có để qua khớp, để qua xương ha. Cái đầu dò mình sẽ để lên bề mặt xương, mà mình sẽ để ngay ở phía trước cái lỗ tai á, người ta là xương thái dương á ha, người ta sẽ mượn cái cửa sổ đó để mà siêu âm não. Thì khớp là cái vị trí mà khớp và xương nó chưa có đóng lại, để bạn tưởng tượng giống như là bạn xương mô mềm đúng chưa. Còn nói là xuyên sọ, xuyên sọ là khi các khớp đã đóng rồi thì mình sẽ lựa cái chỗ mà cái xương sọ nó còn mỏng mà mình có thể khơi được, thì đó là cái xương thái dương, thì người ta gọi là xương siêu âm xương sọ. Thì xương á, sóng siêu âm bạn biết rồi, khi mà siêu âm được tới xương mình thấy màu gì? Sau cái màu trắng sẽ là một màu đen, không thấy gì hết. Nên bởi vậy muốn thấy được cái não thì sau khi ta sẽ qua được cái xương bản sọ rồi mới tới nhu mô não chứ. Thì như vậy mình phải lựa cái xương nào nó mỏng. Nên như vậy khi mà thực hiện xong xương não cũng vậy, xương não cũng vậy, mình sẽ dễ thực hiện. Nếu như mà cái khớp chưa đóng, cái xương nó còn mỏng thì mình sẽ mình rất là dễ thấy. Còn đối với những bé mà nó bị chồng khớp, những cái dị tật bẩm sinh, nó có thể xương sọ nó chồng hoặc là khớp nó đã đóng rồi, thì khi mình đặt đầu dò lên mình không có cái chỗ để mình coi được hết, thì mình khảo sát rất là hạn chế. Thì đối với siêu âm qua cái cửa sổ phía trước á, các bạn nói là đó học nhi á, thì chị biết sau này sách có chỉnh lại không, chứ hồi của chị là tới 18 tháng mới đóng phía trước. Nhưng mà giờ mấy bạn thấy sao, em bé thấy bao nhiêu tháng là nó đã đóng khớp rồi à? Mấy bạn học nhi là bao nhiêu tháng là đóng khớp? Thì đây là khớp trước nè, khớp phía trước, khớp sau nè, khớp chỉnh ra mặt bên,
và đây là cái cửa sổ thái dương để mà mình chơi thiên sọ ha. Rồi mình lại thẳng sọ, nhớ là đi em bé cái đầu nó, khi mà mình rời, khi mà bé sốt hoặc là sốt cao co giật gì đó, mấy cái mình có bệnh lý gì thấp phòng, cái thấp phòng mấy bạn hồi đó đi mấy bạn còn nhớ không, mình rời lên mình thấy cái thấp nó mềm mềm, thấp phòng lên khi nào thì thấp phòng. Bé khóc sốt có phòng không? Không quên mất chơi người ta. Ha, thì cái chỗ này nè, lúc này xương, mấy cái xương nó chưa có đóng lại với nhau nên mình sẽ đặt cái đầu giò siêu âm vô cái vị trí này để mà mình siêu âm. Đây là siêu âm siêu khớp, và cái khớp mình thường sử dụng nhất đó là cái khớp trước. Rồi, tại sao mình không có sử dụng khớp sau hoặc là khớp chẩm? Lý do là các bạn thấy từ giờ cái hình của mình á, cái khớp trước thì nó làm sao? Nó bự nhất, đúng không? Nó to nhất, tương đối to nhất so với những cái khớp còn lại. Nên khi mình để cái đầu giò thì mình sẽ có cái cửa sổ trong nó tốt hơn là những vị trí khác ha. Khi nào mình siêu não? Siêu não là mục đích gì? Mục đích của siêu não là mình sẽ phát hiện hoặc là loại trừ những cái tổn thương mà mình muốn, ví dụ mình hướng tới là bé này có xuất huyết não hay không, mình xem để mình loại trừ là nó không có ha. Hoặc là mình nghi ngờ cái đứa này nó có áp xe gì trong não hay không, mình sẽ siêu âm để coi có hay là không, nghĩa là mình sẽ loại trừ hoặc là phát hiện tổn thương. Thực hiện siêu não khi nào? Cắt lại khi khớp chưa đóng là ok nhất, và mình có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, khi nào cũng được, nó không có bị ăn đi như CT hay là X-quang ha. Mình có thể làm tại giường cũng được, một cái máy siêu âm sắp tay là các bạn có thể làm được rồi, mình làm nhiều lần không sao hết. Ví dụ đối với một cái đứa trẻ sinh non, cái nguy cơ xuất huyết não rất là cao, nên cái việc đầu tiên đối với trẻ sinh non bây giờ là người ta sẽ tầm soát coi có xuất huyết não hay không. Nếu có xuất huyết não thì người ta sẽ theo dõi rất là kỹ và người ta sẽ theo dõi bằng siêu âm, chứ không phải theo dõi bằng CT hay là cộng hưởng từ hay gì hết. Là cái đơn giản nhất thì để coi cái quá trình mà mình chăm sóc điều trị nó, cái xuất huyết não có lan rộng ra nữa hay không, nó có tiếp tục diễn biến nữa hay là không ha. Siêu âm các bạn biết rồi, rẻ hơn so với những phương tiện khác rất là nhiều. Chỉ định đối với trẻ sơ sinh thì những trường hợp nào mình sẽ siêu âm não? Não thủy nè, xuất huyết não hoặc là xuất huyết trong não thất, những tổn thương thiếu máu, thiếu oxy não, những bất thường bẩm sinh, những cái nhiễm trùng của thần kinh trung ương xảy ra trước sanh sau sanh, nó gây tổn thương não như thế nào. Rồi khi mà trẻ bị sinh mà có những cái chấn thương hoặc những cái sang chấn trong cái lúc mà mẹ sinh đó, sinh rớt hay là sinh kẹt, sinh gì đó ha, mình nghi ngờ có tổn thương não thì mình cũng sẽ chỉ định siêu âm não cho bé được. Còn đối với trẻ sinh non thì đây là một cái chỉ định thường quy, gần như tất cả các trẻ sinh non sau khi sinh ra đều làm cái thường quy, đó là một cái quen phổi và một cái siêu âm não, thường người ta sẽ làm luôn là não bụng ha. Nên các bạn sẽ thấy một cái chỉ định từ trên xuống dưới là não ngực bụng, não thì siêu âm, ngực thì làm cái gì, X-quang, tìm gì có mấy cái bệnh màng trong hay cái gì kia được không, những cái bệnh phổi ở trẻ sinh non ha. Rồi cái bụng thì coi có những cái xuất huyết, tiếng thượng thận hay những cái bất thường gì khác, có tắc ruột hay có cái gì đó không, người ta sẽ đánh giá một lần. Nên đó, đối với trẻ sinh non thì đây là một cái chỉ định thường quy và bắt buộc, não ngực bụng ha. Thì các bạn thấy đây là một cái bảng mà người ta khuyến cáo khi nào gâm cho trẻ và theo dõi thế nào. Thì mình thấy đối với trẻ mà sinh non hoặc chăm sóc đặc biệt, sinh non dưới 32 tuần hoặc là dưới 1,5 tháng thì người ta sẽ sinh siêu âm trong vòng 24 giờ sau khi sinh là nên làm một cái siêu âm não, sau đó 3 ngày làm tiếp không có gì hết, thì sau đó 2 lần một tuần ha. Rồi mình sẽ theo dõi từ từ, hoặc là nếu mà khi hoặc là siêu âm bất cứ khi nào mà có bất thường xảy ra, cái gì nó bất thường nghi ngờ gì thì nên đi siêu âm liền. Còn đối với những trẻ trên 32 tuần hoặc là sinh trên 1,5 tháng thì mình kiểm tra 3 ngày sau sinh ha, rồi xong sau đó một tuần một lần, hoặc là khi trẻ có những bất thường thì mình đem lên siêu âm. Như vậy đối với một cái não của trẻ, khi nào thì siêu âm, khi nào CT, khi nào MRI? Thì nhắc lại đối với CT hoặc MRI á, thì khi chụp á, cái điều quan trọng nhất á là trẻ phải nằm yên. CT thì bé phải ăn tia, đúng không?
bạn có thấy chụp em trai chưa? Ta thấy cái máy em trai mình chụp một lần giờ chưa? Chưa thấy luôn. Một lần chụp em trai rất lâu. CT mấy bạn thấy rồi, CT thì quét rất là nhanh. Ví dụ như qua bạn bụng chôn, người ta chơi bạn đứng thở gì đó, chụp cái phổi rồi bước ra. Mà chụp CT thì sẽ mất khoảng chừng 3 tới 5 phút là người ta phải đặt bạn lên bàn rồi bàn chạy này kia rồi nữa thì mất khoảng 3 phút. Còn đối với em trai, một cái cuộc chụp cho một bộ phận 15 tới 20 phút. Làm rất là lâu ha. Và cái máy em trai thì nó rất là ồn nữa. Nên khi mình lựa chọn một cái kỹ thuật thì mình phải thấy được cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Nếu mà đối với trẻ nhỏ, những cái tiếng ồn sẽ làm sao? Trẻ nó sẽ khóc, quấy khóc hay là không có nằm yên được. Thì lúc đó hình ảnh, chất lượng hình ảnh của mình sẽ không có đẹp gì hết, không có thấy được hình. Nên đối với những cái trẻ sơ sinh non tháng thì siêu âm vẫn là cái lựa chọn hàng đầu nhất. Những trường hợp cần thiết chụp mà phải chụp CT MRI thì người ta buộc lòng phải nghe ve trẻ ha. Những cái bệnh lý về thiếu máu, thiếu oxy thì nếu chỉ trang như là bệnh nhồi máu não hay là xuất huyết não, những cái tổn thương não lớn á, thì cần sẽ làm, cần thiết thì mình sẽ khảo sát với MRI để mình đánh giá nó toàn diện hơn. Chấn thương, các bạn biết rồi, chấn thương đối với cái não thì cái gì là đánh giá tốt nhất? Chính là cái CT. Tại sao vậy? CT để coi gì nữa? Xương, không? CT là cái mà coi xương tốt nhất. Thì ngoài cái đánh giá chuyên môn não thì CT nó còn đánh giá được xương. Nên đối với những trường hợp chấn thương thì mình sẽ chọn lựa CT. Viêm não màng não. Viêm não màng não thật ra là chẩn đoán của lâm sàng, không phải chẩn đoán hình ảnh của mình. Vai trò để có hình ảnh là làm cái gì? Tìm những cái biến chứng do viêm não màng não gây ra. Ví dụ như những viêm não màng não nó gây tụ dịch dưới màng cứng, tụ mủ dưới màng cứng, hoặc gây những cái ổ áp xe trong não vân vân, thì mình là đi tìm những cái biến chứng cho cái chẩn đoán viêm não màng não. Thì cái phương tiện mà chẩn đoán tốt nhất đó chính là phẫu thuật từ. Siêu âm mình cũng có thể phát hiện được nhưng ở một mức độ nó ở tương đối thôi. Còn đối với những trẻ mà bị động kinh thì em trai là chiếm ưu thế. Tại vì em trai sẽ giúp mình phân biệt những cái tổn thương trắng sáng, những cái biến đổi rất rất nhỏ của não thì có em trai mới có nhận diện ra được thôi. Còn siêu âm với CT á, thì mình phải khó khăn hơn đối với những tổn thương nhỏ. Thì chị nhắc lại, khi mà chọn lựa một cái kỹ thuật nào để đánh giá não của em bé thì mình phải dựa vô hoàn cảnh thích hợp, chọn lựa những cái gì rẻ tiền thuận tiện nhưng kết quả phải là chính xác mới là quan trọng nhất, tại vì việc cuối cùng mình hướng đến đó là cái chẩn đoán ha. Thì đây là những cái đầu dò để xương não. Xương não cũng giống như xương bụng, trắng đen màu ha. Thì ba cái đầu dò này đều có thể dùng để xương não được hết. Các bạn thấy những cái đầu dò này thì đầu dò nào thích hợp nhất để xương não? Đó chính là cái chính giữa, đúng chưa? Tại vì cái mặt phẳng mà để tiếp xúc với lại cái khớp thì cái chính giữa này là tốt nhất, là nó vừa vặn với cái khớp. Còn nếu như mình dùng cái đầu dò cong này, đầu dò bút to này thì sao? Nó chỉ tiếp xúc được ở cái khoảng ngay chính giữa của đầu dò thôi, còn hai bên này thì lúc đó là không khí với xương. Nếu mình để lên thì một cái phần vô mô não mình sẽ không có khảo sát được hết. Còn đối với đầu dò phẳng này thì sao? Mình không có thể khảo sát hết một cái não, mình chỉ thấy được những cái phần nông ở não thôi nha. Nên cái đầu dò dùng để cho mình liên tưởng nhất là cái đầu dò này. Tuy nhiên thì có những cái máy siêu âm không phải lúc nào cũng có được cái đầu dò này. Đầu dò này thường các bạn làm cái gì? Làm tim á. Phải làm tim rất là nhiều ha. Thì làm cái đầu dò này làm tim thì lấy cái này làm não rất là tốt. Nhưng mà cái này vẫn siêu âm não được. Và thường ngay cả bản thân chị làm thì chị cũng làm hai đầu dò này. Tại vì có cái máy không có đầu dò này. Sổ cho anh ha, khớp trước nè, khớp sau nè, khớp chuẩn và đây là cửa sổ thái dương. Thì hai cái mặt phẳng chính yếu nhất đó chính là cửa sổ khớp trước và cửa sổ thái dương, hay là hai cái mặt phẳng mà mình thường sử dụng nhất. Thì mình chọn lựa đầu dò nào thích với khớp, càng thích càng tốt. Thì đó là cái đầu dò nhỏ, con nhỏ ha. Khớp chồng, tóc của em bé nhiều là một cản trở để mà mình siêu âm xương khớp. Tại vì á, nó cản trở cửa sổ cho nó cứ nào mà tóc nhiều á, nên nó để lên ha, không có thấy được. Nên mình phải dùng rất là nhiều gen, mình bôi gen để làm tạo cái mặt phẳng rất tốt để mà khắc phục cái nhược điểm.
đầu dò tần số cao thì cái lai nia thì mình xem à, cái lai nia là nó sẽ cho cái hình như thế này thì nó sẽ tốt, nhưng mà mình cần đánh giá những cái dịch ở cái khoang dưới nhện hoặc những cái tổn thương nằm ở bề mặt lông như thế này nha. Các bạn thấy cái đây là cái hình của cái đầu dò phải, rồi đây là cái đầu dò nhỏ nè, vừa vô cái khớp thì bạn thấy vô não vậy. Đắp lơ, thật sự đối với đắp lơ của siêu âm não á, chị thấy bên sản á, thì khi mà em bé mà siêu âm đánh giá những cái cuối thai kỳ thì chị đánh giá những cái não của chị thì có làm nhiều, và bản thân chị nghe đã làm chi á, thì rất ít để mà người ta yêu cầu đánh giá những cái tổn thương mạch máu não của bé ít đạt, cho mình biết làm một cái trắng đen là đủ đạt yêu cầu rồi ha. Cho một cái tổng quát thì đây là hình ảnh siêu âm não của những ba cái loại đầu dò khác nhau. Các bạn thấy là đây là cái đầu dò cong nè, hai bên đây nè nó bị hạn chế nè, thấy chưa, mình chỉ thấy được một cái phần não nằm dày thôi, còn đây cái đầu dò nhỏ này dày. Các bạn thấy đây là phía trước và đây là phía sau, hai cái màu đen này là gì? Não thất, dịch não tủy trong não thất bên hai bên đúng không, dịch màu đen ha. Não thất, vậy thì cái ở phía trước nếu đặt nằm ở đây là thất trước thì đây sẽ là gì? Thùy trán đúng chưa, đây là thùy trán, hai bên đây sẽ là thùy gì? Thái dương. Ở phía sau này là gì? Tiểu não đúng không, từ trước ra phía sau thì ở đây là hai cái não thất bên nha, thực ra đây là thùy trán của não thất bên hai bên, thì quanh xung quanh của hai cái não thất bên những cái vùng này đây chính là những cái nhân sáng. Chiều sát bên ở đây để lại trên đuôi, cái vùng này để lại gì? Cơ thị, cái này là cơ bèo ha. Các bạn thấy á, đối với cái đầu dò phẳng mình cũng coi được những cái dịch não tủy ở cái khoang dưới nhện nè ha, mình coi dịch nó có hồi âm hay không, có mủ có máu hay không, hay là đất trong hay là dịch trong, và những cái tổn thương ở bề mặt lông của thị trán thì mình đánh giá bằng cái đầu dò phẳng rất là tốt. Rồi đây là cái vị trí người ta đặt ở ngay cái thấp chụm và cửa sổ thái dương và thấp sau, thì bên này nè là cái cửa sổ thấp sau. Thì nhìn cái hình này thì bạn sẽ thấy hiểu là tại sao mà mình ít sử dụng cái mặt phẳng thấp sau. Thứ nhất đó là cái thấp nhỏ, mình đặt cái đầu dò rất là hạn chế nè, và bạn thấy rất là khó để xác định cấu trúc giải phẫu. Nếu như bạn không ăn phụng giải phẫu thì nó sẽ khó nhìn hơn, bạn khó xác định cấu trúc giải phẫu hơn, chắc là mình sẽ nhầm bên, bên phải với bên trái. Nếu mà mình không có nắm vững cấu trúc giải phẫu thì với cái hình này nhìn vô mình không biết thì nào hết luôn ha. Nên nếu làm không quen, bạn nhớ vị trí giải phẫu trước là đủ rồi. Hình này mình ở bên dưới là cửa sổ của thấp chuẩn, hay trang như là thấp sau vậy đó, rất là khó để mình nhìn. Và đây là cửa sổ thái dương xuyên sọ, thì cái đường màu trắng phía giữa này là gì? Là đường giữa mất lên bán cầu. Cái hình trái tim này là gì? Nhìn ra không? Gì? Cái bầu của gì? Giờ cái này là cái đường giữa rồi, thì cái đây là gì? Rồi mấy cái nhăn nhăn ở phía sau này là gì? Đường giữa phía sau này là gì? Giúp đi tưởng tượng tí. Hình nào mà có được những cái đường mà nằm vậy? Giải phẫu nào? Tiểu não. Đúng chưa? Không nhìn được tiểu não luôn. Còn cái tim là gì? Thân não. Đầu não. Cũng não ha? Phía sau này là tiểu não. Ở đây là cầu não ha? Thân não nè. Đây là đường giữa. Rồi bây giờ nếu như ở đây là cửa sổ thái dương thì chị đặt cái đầu dò ngay cái vị trí xương thái dương, thì nếu như ở đây chị đặt ở xương thái dương bên phải, nhắc lại ha, nếu ở đây đặt cửa sổ thái dương bên phải thì cái nhu mô ở phần mình ở phía xa này nè và nhu mô của bán cầu bên bên trái ha. Như vậy đối với cửa sổ thái dương thì nếu muốn coi nhu mô bên phải thì sẽ đặt ở bên trái, muốn coi bên trái thì phải đặt bên phải, đúng chưa? Tại vì rõ ràng bạn thấy khi mình đặt bên phải thì cái nhu mô bên phải nó sao, mình đâu có coi
sọ, đặt bên này là để coi vô âm đạo của bán cầu bên kia ha. Rồi đây là lỗi kỹ thuật gì, hình này mặt cắt gì, nhìn thấy cái não không, mặt cắt gì, sagittal ha, cái này khác nhau gì, mũi tên đỏ thì chỉ gì, mũi tên trắng chỉ gì. Chỉnh gan gì mà ở phía trên á, cái phần sát cái đầu giò thì đi vui đúng không, cái phần ở dưới thì quá sáng không cần thiết đúng không, nó không có một cái sự hài hòa trên hình gì hết chưa các bạn. Qua bên đây khi mà sau khi được chỉnh lại thì bạn phải nhìn siêu âm sao thì được từ trên dưới đều thế này thì là hình nó đạt được ha. Nên khi làm thì phải chú ý, cứ sợ không thấy hết cái xương nên chỉnh ở dưới, tăng cái gan ở dưới lên nhiều quá thì là chắc bóp ngày, trong khi đó trên này thì sao đen thui không thấy gì hết, đỡ là những tổn thương ở những cái vị trí ở phía trước này sẽ không thấy được. Rồi đây là cách mà mình siêu âm một cái não, cái hình nó cho thấy cái gì, thấy cái gì khác biệt so với cái mà mình từng làm. Bất cứ này anh nhận nhận đúng không?
giò lên cái khớp em bé thì lưu ý đừng có ấn cái đầu giò xuống. Khi mình ấn đầu giò sẽ vô tình làm xẹp cái đầu thấp đi. Nè, cái hình kế bên cho thấy cái gì? Hai cái đầu thấp, nó không có cái hình đầy đặn nữa, nó hơi bị xẹp. Nha, nó nhỏ hơn. Rồi, cái đó là mặt cắt coronal hay là mặt cắt chén, mặt phẳng chén. Còn đây, qua hình này, mặt phẳng gì? Sao titan nhưng mà không ngay chính giữa mà lại dọc bên ha, mình quét ra phía ngoài ở một bên nào đó thì mình sẽ xoay cái đầu giò như vậy. Thì bạn thấy á, khi mà xoay thì ở đây là phía trước và đây là phía sau. Khi mà làm cái này thực ra nói thì khó, thì mình cho phải cho mấy bạn làm nhìn thử một lần thì các bạn sẽ dễ thực vị hơn. Rồi đây là những cái mặt cắt mà mình thường sử dụng khi mà siêu âm não. Có ba mặt cắt như là những cái tất cả những cái CT hay là MRI, đó là cắt ngang, cắt dọc và mặt phẳng chén. Thì đứng ngang, đứng dọc ha, và hoặc là cái corona mình gọi là đứng ngang hay là mặt phẳng chén thì chị quen gọi cái này là mặt phẳng chén hơn. Thì cái gì cắt như vậy là đứng dọc ha, còn cắt theo mặt này là đứng ngang, hay là chị gọi mặt phẳng chén cho dễ nha. Còn cắt ngang chính là cái vị trí mà siêu âm xuyên sọ của mình á, mình đặt ngay cái cửa sổ thái dương á thì gọi là mặt cắt ngang ha. Khi mà siêu âm thì mình phải nhận diện được cấu trúc gì, nhận diện được não thất nè, các não thất, cấu trúc đường giữa, nhu mô, tầng trên lèo, dưới lèo. Rồi định ha, đây là mặt cắt sagittal đứng dọc. Thì cái lát cắt đầu tiên thường mình sẽ cắt đó chính là cái lát cắt số 3 này, là lát cắt dọc giữa ha, ngay chính giữa nhất, hay là người ta còn gọi là mid sagittal. Thì từ cái đường giữa đó thì mình sẽ quét về bên phải hoặc quét về bên trái. Thì mình sẽ ngã đầu giò y chang như mấy bạn quét cái gan đầu tiên vô, quét cái gan, quét mặt phẳng nào, quét gan trái đúng không? Thường cái mặt cắt đầu tiên của mình là sagittal của cái gan trái, thì bên não cũng vậy. Để cái sagittal xong bắt đầu bạn nửa đầu giò, bạn quét về bên phải hoặc quét về bên trái, thì mình sẽ có những cái mặt giải phẫu, những cái chuẩn giải phẫu khác nhau. Thì giờ đối với hình này thì mình tưởng tượng nè, ngay chính giữa, cái nãy hình chính giữa mình coi rồi, nếu mà quét ra bên thì bắt đầu ra bên thì mình sẽ thấy những cấu trúc của gì, càng ra bên ngoài thì mình sẽ thấy được cấu trúc của thái dương đúng không? Thì thái dương ở mặt bên, ở phía sau nữa thì có gì đứng hoặc là chậm ha. Mình sẽ tưởng tượng từ từ, ngay chính giữa mình không thấy được thái dương đứng chậm, càng ra bên ngoài thì mình thấy rõ nhu mô của thái dương đứng chậm hơn ha. Rồi đây là mặt cắt coronal. Coronal cũng vậy, mình sẽ cắt ngay chính giữa trước, thì ngay cái đường giữa là khoảng lát thứ ba này, rồi mình quét về phía trước và quét về phía sau. Khi bạn quét ra phía trước thì mình sẽ thấy được thị trán, quét ra phía sau thì mình sẽ thấy vị đứng và vị chậm trên mặt corona. Thì nhắc sơ về cái độ hồi âm của những cái cấu trúc não y chang như mấy bạn siêu âm những cái cấu trúc khác, dịch echo trống màu đen, máu hoại tử phù đề gì đó nó sẽ là echo dày và nó màu trắng. Những cái đường viền hoặc là chất trắng cạnh cái não thất đó, nó sẽ trắng, echo dày nhẹ thôi. Thân não thất với lại đám nối mạch mạc thì echo rất là dày ha. Não thất thì là echo trống. Nhớ não thất sau sinh nó có thể xẹp nhẹ và nó có thể không đối xứng với nhau được, chứ không phải là bệnh lý gì cả. Và nhắc lại một điểm nữa là nhớ là sơ sinh thấp đừng lấy đầu giò. Do mà không thấy được nhu mô rồi cái đè xuống ha, em bé lớp đang phòng tới hồi mấy bạn làm xong á, dở lên là cái đầu nó lõm vô cái da, tại vì dưới đó nó là nước mà đúng không, nên khi mấy bạn đặt quá em hồi dở lên nó nói sao cái đầu con người ta bị lõm, lúc đó là người ta lấy chuyện. Thì đó là những cái kỹ thuật mà đấy, ở đây mặt cắt gì corona ha, mặt cắt corona thì mình sẽ thấy hai cái sừng trán của não thất bên. Cái hình này với cái hình này khác nhau cái gì? Vậy cái mũi tên này chỉ cái gì? Bạn thấy hai cái hình này á, thật ra nó là một, nhưng mà bạn thấy ở đây nè, cái da
quá nè. Ha. Còn dưới đây, bạn thấy cái lớp đen ở ngoài này bạn biết là gì không? Cái này là gì? Gen. Gen đó. Ha. Thì khi bạn chế ra chiều bạn không cần phải đèn này. Ha. Thì mình thấy rõ những cái lớp da dưới da gì nó tách ra từng lớp một rất là rõ. Ha. Thì đó là một cái mà người ta lưu ý mình cho mình làm được nó đẹp. Bên này cũng vậy, đối với đầu giò xoay tan cũng vậy. Ha. Thấy được từng cái lớp một là mình lên đẹp. Này là một tô đan đen hình xoay tan ha. Hình ảnh này cho thấy hai cái não thức bên nó không có tương xứng với nhau. Thì nhắc lại những thầy đầu sau sinh có thể thấy bên lớn bên nhỏ mà không hề, nếu mà nó không giãn thì nó không có bệnh lý gì cả. Hai cái này là gì? Cái cô già này là gì? Cái màu đen này là gì? Chị rất sợ dạ và siêu âm não với lý do là nếu không biết làm CT não rồi hay là những cái gì giải phẫu á, thì chị chỉ rất là nhanh. Ngay cái bản thân chị hồi xưa cũng vậy á, lúc mà chưa học một cái gì liên quan tới CT đi học về siêu âm não thì ngủ không luôn, lý do là không có tưởng tượng kịp. Thì cái màu đen này là gì? Não thất. Hai bên này là hai bên não thất. Thì cái màu trắng ở trong cái não thất này là gì? Não thất chứa gì trong đó? Nó có đám lớn mạch mạc. Nhắc lại ha, đám lớn mạch mạc đó là eco dày. Các bạn thấy eco dày nè, đám lớn mạch mạc. Thì cái hình này cho mình thấy cái gì? Hai đám lớn mạch mạc này sao? Nó không có tương xứng với nhau. Đúng chưa? Bên này thì bự, bên này thì nhỏ, chứng tỏ là não thất bên lớn bên nhỏ đó ha. Rồi, giờ mình coi sơ những cái vị trí các bạn ha. Và cách đứng dọc thì bạn thấy cái hình này nè, đây là cái hình mà của em trai. Bạn thấy hình em trai sao? Thì chen như cái hình giải phẫu vậy đó ha. Và phân biệt từ trắng sáng và những cấu trúc giải phẫu rất là rõ ràng. Hình em trai là cái hình mà cho mình cái cấu trúc chuyên môn đẹp nhất. Siêu âm cái ngay cả CT á, các bạn thấy CT cũng không có ra được cái hình để mà mình dễ tưởng tượng như thế này nha. Thì ở mặt cắt xoay tan mình sẽ có mặt cắt đứng dọc cận bên và cắt ra dọc ra phía ngoài ha. Đây là những cái lát cắt tương ứng với lại những cái hình phía trước bên này. Mình thấy mình đây là chính giữa nhất, rồi đây là đi ra ngoài dọc. Bạn thấy nếu mà đây là mặt cắt dọc thì ngay nhìn mình cắt dọc thì nhìn cái xác định đầu tiên, cái chữ C, thể trai. Dưới thể trai cái màu đen này sẽ là cái gì? Não thất ha. Đây là những chân sáng. Cái phần thận đứng này là gì? Thân não. Ở phía sau thân não thì cô dày này là gì? Tiểu não. Rồi, ở phía trước sẽ là thùy trán, trên cao là đính và phía sau là, trên đây là đính và phía sau này là chậm ha. Trán, đính, chậm, đây là tiểu não. Là đây là mặt cắt ngay chính giữa, dọc giữa. Bắt đầu từ dọc giữa này mình quét ra phía ngoài xíu, vẫn là mặt cắt xoay tan. Thì lúc này mình không còn thấy cái thể chai nữa, đúng không? Nhưng mà mình nhìn những cái nhân sáng nó rõ ràng hơn. Tại sao hai nhân sáng nằm hai bên mà, đúng chưa? Bạn cứ ngay cái từ cái đường giữa bạn quét ra phía ngoài, bắt đầu sẽ quét thấy những cái nhân sáng nó rõ hơn. Cái chán ha, bắt đầu mình quét ra phía ngoài từ từ. Thì lúc này mình không còn thấy rõ được những cái cấu trúc của thân não hay là tiểu não nữa, tại vì nó đã lệch rồi. Rồi mình cứ quét như vậy, tiếp tục đi ra phía ngoài thì lúc này nhân sáng bắt đầu đầu nhân đuôi ha, rồi đồi thị ha, những cấu trúc như thế này nó sẽ hiện rõ hơn. Khi mà đi ra ngoài, càng đi ra ngoài nữa thì mình sẽ còn thấy cái nhân sáng không? Hết nhân sáng, thấy gì? Thấy thì gì? Thấy dương, đúng không? Nằm ở ngoài nhất là thì thấy dương ha, nghĩa là tưởng tượng đi từ từ. Đây là thì thấy dương ha, thì thấy dương. Rồi đó là chị cho nhìn một cái nhìn tổng quát từ dọc giữa ngay chính giữa nhất và đi dần ra phía ngoài. Đi dần ra phía ngoài mất thể trai, bắt đầu thấy những nhân sáng, hết nhân sáng mình sẽ thấy thì thấy dương. Giá vậy là đơn giản nhất. Từ phía trước này ra phía sau theo cấu trúc, phía trước là thì trán, trên cao là đính và phía sau cùng nhất sẽ là chậm ha. Rồi đây là cái hình tương ứng những cấu trúc giải phẫu, thì minh họa lại thôi. Này về mấy bạn tự xem, nếu các bạn làm thì các bạn sẽ xem lại từ từ. Các bạn thấy rõ ràng
tùy chất lượng máy, đó là một cái điều rất là rõ ràng luôn đó. Nên không phải là lúc nào mình cũng cắt được những cái hình đẹp ha. Đây là ví dụ như màu hồng ở đây người ta phân tô cái này, đây chính là cái vẻ chai này ha. Rồi đây là cái mắt trong suốt, đây là não thất ba, tinh não ha, tiểu não vân vân, cái chữ tương ứng với cái màu. Rồi đây là mình quét cái đường ra phía ngoài là bắt đầu thấy nhân xám nè ha. Rồi thấy nè nhân đuôi nè chưa, đây thì đính nè, đảm Sylvia nè, thì thái dương nè ha. Khi mình càng quét ra ngoài thì đây là cái hình của dương mà mình thấy. Đó là mặt cắt đứng dọc, nhìn tới mặt cắt đứng ngang. Mặt cắt đứng ngang nghĩa là cắt mặt phẳng trán ha, là cái hình mà mình coi như thế này. Đây chính là cái giữa nhất, đây giữa nhất hai đáp này, thì mình sẽ thấy cái sừng trán hai bên phía trước này trán, ở ngoài này sẽ là bên này là đính, chỗ này mới là thái dương nè. Mình nhớ ha, cái hình corona thì mình thấy là thái dương, chính giữa này ở phía sau này sẽ là thân não ha. Thì bạn thấy khi mà quét một cái mặt phẳng đứng ngang thì ngay đây là ngay đường giữa là chính giữa nhất ở đây, lát ba lát bốn ở đây ha. Thì bạn tưởng tượng ở cái lát số 1 này cắt như thế này, mình ngửa đầu dò ra phía trước, đây là cái hình số 1, lát cắt số 1. Hai cái này là gì? Nếu mình cắt ở đây thì mình sẽ thấy được cái gì là chính? Hai cái này là hai phì trán. Màu trắng này là gì? Xương, xương trán đó ha. Hai cái này là cái xương trán đó. Thì ở đây là chị mình thấy được hai cái phì trán. Nếu muốn coi trên cái cắt corona, coi phì trán thì quét ra phía trước, và ngược lại khi mình quét về phía sau nhất thì mình sẽ thấy ngay vị trí này là phì tính và phì chậm. Thì thái dương của mình lúc này mình coi thì nằm đâu? Nằm phía dưới này nè, nó có liên quan tới mặt cắt phía trước phía sau gì hết, nó nằm ở phía dưới này ha. Đó, hai thì thái dương là nằm ở đây. Đây vẽ lại xương ha, và này chính là thái dương, đây là xương gì? Đường trắng
đây là đường giữa, ở đây màu đen thì nó là cái gì? Hai bên màu đen này chỉ có thể là gì? Não thấp, đúng không? Dịch não tủy trong não thấp. Thì bạn thấy hai cái não thấp này nó làm sao? Giãn. Bình thường mình nhìn rất là khó thấy ha, ở đây nó giãn. Thì người ta sẽ tính cái tỷ lệ của não thấp bên trên cái đường kính của cái bán cầu đại não để mà người ta đánh giá cái mức độ não tủy là ít hay là gì ha. Người ta đo cái đường kính của não thấp bên chia cho cái đường kính của bán cầu đại não ở bên đó. Rồi, tỷ lệ bình thường là dưới 30%. Rồi, hình này ở mặt bên ngang các bạn thấy gì? Ở đây có một cái khối bất thường, đúng chưa? Tụ máu gì? Tụ dịch gì? Cái này dưới màng cứng hay qua màng cứng? Ngoài màng cứng, đúng không? Rồi, cái đường màu đỏ này chỉ muốn chỉ cái gì? Cái đường màu đỏ là đường gì? Đúng ra đây cái đường mà đường màu đỏ này là chỉ vẽ dọc theo cái đường trắng này nè, đúng là đường M, đúng không? Nhưng mà ở đây cái đường M này tới đây nó bị sao? Nó không đẩy lên, hoặc là nó phải nằm ở đây thẳng qua đây, nhưng mà ở đây thì lại cái đường này nó không có theo một cái đường thẳng nữa, chính là đường M nó bị đẩy lên ha. Nó có khối chống chỗ nó làm đẩy đường M khỏi giữa. Rồi đây là vị trí ở các cái cửa sổ thấp sao ha. Hơi khó vậy thì người ta đặt cái sao cái này rất là khó, mình cũng khó có cái điểm tựa. Thật ra đối với những cái cửa sổ thấp sao hoặc là thấp chụp thế nào thì người ta xài khi mà em bé gắn quá nhiều che nhở trên người mà mình cần xương đảo tại giường, không còn vị trí nào để mình đặt cái đầu dò trên giường, rất khó khăn để đặt, thì người ta phải sử dụng những cái mặt thẳng này thôi nha, để đánh giá một cách tương đối thôi. Đây là mình thấy là em bé gắn che nhở rất là nhiều trên người, ta đặt vô cửa sổ đó chụp để mà xem nó dữ lắm luôn. Rồi, một cái đặc điểm hình ảnh siêu âm não của trẻ sinh non và sinh đủ tháng. Thì khi làm một trẻ sinh non, bây giờ mình nhìn hai cái hình ảnh với nhau, thấy gì? Bạn thấy đây là một cái trẻ đủ tháng nè, những cái nếp não của nó làm sao? Tương đối khá nhiều. Còn đối với trẻ sinh non, nó chưa kịp phân chia những cái cụ não, nên các bạn thấy những cái rãnh não đó ít hơn. Phân chia nó sao? Nó lông, những cái rãnh não rất là cạn, chưa có chia thành những phần nhỏ nên mà thấy nó rất là nhỏ như thế này và không có phân chia nhiều như bên đây ha. Đây là não của trẻ đủ tháng. Và cái nữa, khoang dưới nhện rộng. Tại sao khoang dưới nhện nó trẻ sinh non nó rộng? Não chưa có phát triển, cái lúc đó thì cái hộp sọ nước nó vẫn còn nhiều, não nó từ từ nó mới to ra ha, nên cái khoang dưới nhện nó sẽ rộng hơn so với những trẻ đủ tháng. Rồi cái chất trắng, những cái chất trắng tại não thấp ở trẻ sinh non thì nó sẽ eco dày hơn so với cái trẻ sinh đủ tháng. Thì chính vì cái chất trắng ở cạnh những cái não thấp nó sẽ eco dày hơn, thì chính cái điều đó sẽ làm cho mình nhầm với tổn thương vật lý. Sau chị sẽ nói những cái nhân sáng trung ương ha, những cái nhân này nó eco dày hơn so với trẻ đủ tháng. Rồi chúng ta mình sẽ nói cái phần này. Nên cái mà để các bạn nhận diện trẻ có sinh non hay không dễ nhìn nhất đó chính là những cái nếp não. Nếp não ít ha, rồi phân chia rãnh não thì đông, thì đó là não của cái não sinh non. Đây là cái cách mà người ta đo não thấp trên siêu âm, có 3-4 cách đo. Ở đây chị giới thiệu vài cách, thì ở đây là theo cái tác giả Leven đó, thì sẽ đo như thế nào. Đo luôn cái đường kính ngang lớn nhất từ cái sừng trán bên này qua cái sừng trán bên kia. Mặt cắt này là mặt cắt gì? Coronal. Sử dụng bằng cách coronal để đo theo tác giả này, thì cái đường kính mà đo cái não thấp bên á thì thường là cái bằng cách coronal là bằng cách chuẩn để mình đánh giá được cái não thấp. Tác giả Leven là đo từ cái bên phải qua tới bên trái cái vị trí nào mà cái đường kính ngang của hai sừng trán nó rộng nhất, đo cái đường đó xong rồi chia cho hai, dựa vô cái bảng này để coi tương ứng biểu đồ. Ví dụ này là nhỏ nè, xẹp nè, cái đường này trong giới hạn bình thường, mà trên này là giãn não thấp sẽ rộng. Thì thực ra khi mà đo cách này bạn thấy là mình phải sử dụng cái bảng này là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa
vuông góc trên mặt cắt phương ra đi mình rửa sẽ đau. Đau vuông góc như thế này. Nha. Bình thường cái này từ khoảng 8 đến 10 là ok. Là không giãn, là bình thường. Nếu mà nó giãn hơn thì mình theo dõi giãn nhẹ, giãn trung bình gì đó. Rồi, có một đặc điểm nữa để nhắc coi là có giãn lõm thấp hay không. Bạn thấy cái lõm thấp này hình gì? Góc này nó làm sao? Nó mất cái góc nhọn đi rồi. Đúng không? Ví dụ như so với cái hình Solomon nào đi. Các bạn để ý lại, cái góc lõm thấp bình thường á, nó sẽ nhọn, cái sừng này nó sẽ nhọn. Còn nếu nó có giãn lõm thấp thì nó sẽ khai cái góc đó, nó mất cái độ nhọn nó đi và nó sẽ trở lên nó tròn như thế này. Ha, là một cái dấu hiệu để mình để ý là nó có giãn lõm thấp hay là không rồi đó. Ha. Đây là cái góc mà bình thường đo nhất ha, đo như thế này. Thì khi mà đo thì chị sẽ tả rất là dễ, đo đường kính ngang của sừng trán. Ví dụ đây là lõm thấp bên bên phải, ví dụ đây đo là được 10 ly. Bên này đường kính ngang của sừng trán lõm thấp bên bên trái đo đây là 20 ly. Ví dụ vậy thì vậy mình cho thấy được là bên trái nó giãn nhiều hơn bên phải ha, và giãn ở mức độ nào thì vậy thì mình giãn tương đương hơn. Bạn này thấy cái gì, muốn nói gì? Xương bản sọ, da, mở cái da vân vân. Này là gì? Ngay giữa này là gì? Nói hai cái nhóm lớn các bạn cần nhớ đó là cái xuất huyết não và những cái tổn thương thiếu máu thiếu oxy não.
tuyến thường gặp nhất nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở vùng bô đệm sinh sản. Đây là cái vùng nào? Đây là cái vùng mà nằm sát với lại hai cái đầu bên ở vùng đầu chân đuôi á, với lại cái đồi thị, thì gọi chung là cái vùng bô đệm sinh sản. Vị trí này dễ xuất huyết nhất vì là nó rất là nhiều tế bào mạch máu, nhưng nó thiếu molin rất nâng đỡ, nên đó là vị trí dễ xuất huyết nhất. Thì khi trẻ sinh non, mình tìm ngay cái vị trí này đầu tiên nhất. Ngoài ra, ngoài vị trí này nó vẫn có thể xuất huyết trong nhu mô bất cứ chỗ nào thích. Nhu mô trên lèo, dưới lèo, dưới màng cứng, ngoài màng cứng, thậm chí là chảy máu vào trong não thất luôn. Thì xuất huyết giai đoạn cấp sẽ là eco dày, bán cấp, eco kém và giai đoạn muộn thì sẽ tạo nang. Thì trang như những cái xuất huyết của gan, những cái chấn thương người kia hôm qua ha, cảm thấy lúc đầu tiên sẽ là cái eco dày lên, và sau đó kém từ từ, sau đó là phá dịch. Xuất huyết trong não thất, nếu mà chảy máu trong não thất thì giống gì? Giống như máu màng phổi. Các bạn thấy lúc đầu nó sẽ làm sao? Dịch có hồi âm. Đúng chưa? Dịch có hồi âm tiếp tục, xong sau đó sẽ bị gì nữa? Tạo vách do những cái sợi gì? Tiếp riêng, đúng không? Đó thì nó sẽ tạo vách trong não thất, rồi sau đó nó sẽ dẫn tới viêm. Viêm não thất tại sao? Bởi vì máu nó sẽ làm cho những cái hạt mạng nhện nó không có hấp thu, cái dòng chảy dịch não tủy nó sẽ bị hạn chế lưu thông. Nó sẽ làm viêm dính. Viêm dính thì lúc đó não tủy nó không lưu thông được, sẽ dẫn đến tình trạng gì? Não tủy. Nếu mà cái não tủy biết nó nhiều ha, thì nó sẽ gây não tủy. Rồi, đây mặt cắt coronal. Mấy nãy chỗ này mình có thấy trắng vậy không? Không, đây chính là hình ảnh xuất huyết của cái vùng mầm ha, hình ảnh xuất huyết của vùng mầm. Ở bên Yên Đồng á, thì bác sĩ Chiến Đồng cái vùng này gọi là bản nhân đu đường thị. Tại vì ở đây là nhân đuôi nè, cái này là đồi thị, cái này nó nằm giữa cái nhân đuôi đây với đồi thị, nên nó trong là xuất huyết vùng rãnh nhân đuôi đồi thị. Còn trong sách nó đang đọc thì các bạn sẽ thấy là đọc là xuất huyết của vùng mầm, nó được gọi là cái từ là secundomatis nha. Thì vùng mầm thì tùy dễ ảnh đọc là theo có cái giải phẫu, đây là nhân đuôi, đây đồi thị, đây gọi là rãnh nhân đuôi đồi thị nha. Bạn sẽ thấy cái eco dày ở đây, dày là nó bị xuất huyết cả hai bên nha. Đây là mặt cắt sagittal nè, nó nằm ở đây nè. Tại đây là nhân đuôi nè, đường thị nằm ở đây nè, cái này nó nằm giữa cái nhân đuôi đường thị ha. Phân độ xuất huyết thì có theo tác giả baby là có 4 độ. Phân độ xuất huyết này là phân độ xuất huyết dành cho trẻ sinh non tháng nha. Độ 1 chỉ xuất huyết tại vùng mầm. Độ 2 nè, xuất huyết tại vùng mầm thôi. Độ 2 xuất huyết ở vùng mầm lan vô trong não thất, nhưng não thất thì sao? Không giãn. Độ 3 xuất huyết ở vùng mầm lan vô não thất và gây giãn não thất. Có giãn não thất là độ 3. Còn đối với độ 4 chỉ cần có xuất huyết nhu mô vùng mầm và nhu mô não thì là xếp vô độ 4. Không cần biết não thất có giãn hay không, có nhu mô não là xếp vào độ 4. Thì bạn thấy độ 1 với độ 2 là thường gặp nhất ha, là có thể là vùng mầm hoặc là vùng mầm đang vào não thất là thường gặp nhất, bởi vì nó là tổn thương nhẹ. Đây, coronal sagittal, ở đây là não thất nè ha, đây là não thất, ở đây chỉ xuất huyết xảy ra tại vùng mầm bên này, đây cô dày đồi thị nè ha, ông đầu nhân đuôi nè, đồi thị nè, cái mảng cái cô dày cho thấy xuất huyết tại vùng mầm. Ha, đây là xuất huyết não độ 1. Qua đây, độ mấy? Độ mấy? Ở đây bị một bên, bên trái thôi đúng chưa? Mũi tên màu vàng này chỉ gì? Trắng luôn. Nên khi làm siêu âm thấy eco dày ở đây phải coi
kỹ, mình sẽ khảo sát gì bằng cách coi đó là đáp rối mạch mạc hay đó là máu. Để qua đây ha, thì bạn phải có nhiều lá cắt để mà mình coi cái này có phải là máu hay là của eco dày của đáp rối mạch mạc ở trong não thất, để phân độ 1 hay là độ 2 ha. Đó thì mình sẽ làm thêm cho mình coi. Đây là xuất huyết hai bên ha, đây là eco dày của đáp rối mạch mạc chưa. Còn hình này thấy gì? Ở bên phải thì mình thấy nó vẫn còn eco dày, nhưng mà bên trái cái sừng não thất này mà thấy không, cái này đè quá lên cái não thất của chúng ta còn có chút xíu à, rất rất là nhỏ. Ở đây mình chỉ thấy một cái nang ngay cái vị trí rãnh này, chứng tỏ này xuất huyết này đó cũ rồi hay đã phá nang. Thật ra xuất huyết không phải chỉ xảy ra sau khi mà trẻ sinh ra mà nó có thể xuất huyết đâu trong vòng thai mình không biết nha. Đến cái giai đoạn mình thấy thì bên đây là đang xuất huyết cấp hoặc là bán cấp gì đó, mà bên đây đã là xuất huyết một rồi. Những cái xuất huyết nhỏ như thế này khi trẻ lớn không để lại dấu vết, bạn không tìm thấy những cái nang, không tìm thấy dấu vết gì đó ha. Nên nếu mà nhỏ nhỏ thì ta hỏi cái này có sao không đó, mình sẽ trả lời theo dõi nó có thể biến mất hoàn toàn, không có để lại những cái gì cả ha. Đây, tại sao mình đọc độ 2? Vùng mầm lan vào trong não thất thì bên nãy đây mình sẽ thấy cái não thất, cái eco dày này nè, bình thường nó phải nằm, nếu mà của đám rối mạch mạc nó nằm xuống ở phía sau này, ở đây mình thấy nguyên của nó trải dài như thế này, trải dài như trong não thất. Vùng mầm lan vào trong não thất, não thất không chẽn vào độ 2. Đây, các bạn thấy có thấy não thất bên bên trái không? Có thấy dịch não tủy bên đây nữa không? Không thấy, đúng không? Thì đây là chúng ta đã lỡ lan luôn rồi. Đây, đây là xuất huyết nè, thấy chưa? Đây cô dày nó lưng lửng như thế này. Còn đây thấy gì? Vô trong não thất nè, trong vùng mầm vô trong não thất và cái sừng não thất nó làm sao đây? Nó còn nhỏ không? Không, nó gây nhãn não thất rồi. Đây chính là độ 3 ha. Tròn luôn, hai cái sừng tròn luôn. Cái này máu đó, nó bóng cục lại, bạn thấy nè, không? Đi chen như những cái máu nó nằm trong những vị trí khác. Còn hình này các thấy cái gì? Não thất thì sao? Dạng là cái thứ nhất. Và trình ở trong não thất thì sao? Nó có màu đen không? Không. Mà nó màu gì? Nó lấm tấm nè. Đây. Nó có hồi âm. Trình trong đó có hồi âm. Chứng tỏ nó có thể đây. Nếu mà mình không biết trẻ sinh non hay bệnh lý xuất huyết thì ở đây nhiều khi không chừng nó là mủ, không chừng nó có thể là máu hay là mủ, đúng chưa? Đi chen như dịch màng phổi mà mình siêu âm vậy đó, nó có thể là dịch trong thuần nhất hoặc là không thuần nhất, thì cái này có thể là máu hay là mủ tùy bệnh cảnh mà mình sẽ biết nó là máu hay là mủ. Còn xuất huyết độ 4 thì bạn thấy á, xuất huyết này nó lan ra chất trắng cạnh não thất ha. Những cái vị nhu mô của vị não ở đây là vị trán nè, thì chỉ cần lan ra nhu mô thì nó đã là xếp vô độ 4 rồi. Này, bị gì? Cái trắng này là cái gì? Cái trắng này là cái gì? Xương. Bằng cách này, bằng cách coronal thì đây là bị gì? Thì trán. Bị gì đây? Thấy nguyên mảng màng sao? Eco dày, đúng chưa? Bị gì đó? Xuất huyết não thì trán hả? Cái này là xuất huyết não thì trán. Nếu mà xuất huyết não thì trán, khoa trẻ sinh non rồi là xếp vô độ độ 4 ha. Bên này thì sao? Bạn thấy nè, trong não thất nè, bên này bị gì? Bên cô dày luôn, thì cái này cũng là độ 4. Bên này là mặt cắt gì? Bác sĩ C nè, sagittal, đúng chưa? Mô phía trước của thị trán nè, đây cô dày luôn. Ba hình này là của một bé, đây là xuất huyết não độ 4 ha. Rồi khi xuất huyết thì nhắc lại những cái tổn thương trong nhu mô, nếu mà nó rộng quá, nó to quá, nó lan rộng thì từ từ cái vùng nhỏ thì nó không để lại di chứng, nhưng mà nếu mà vùng rộng thì từ từ cái vùng đó nó sẽ bị hóa nang dịch. Thì bạn thấy hóa nang dịch thì nó sẽ eco gì? Eco trống, thì nó sẽ hóa nang dịch từ từ trong cái vùng mà nó bị xuất huyết. Thì trong cái vùng xuất huyết đầu tiên nó sẽ là eco dày ha, và bắt đầu hóa nang dịch bên trong nó sẽ eco trống từ từ như thế này ha. Những cái nang dịch nằm trong vùng eco dày cho tới một lúc nào
cây cô dày đó xuất huyết của vùng mầm, đúng chưa? Thành ra không dở. Tại sao dở? Tính từ như vô não. Đây là xuất huyết của vùng mầm ha, ở bên hai bên nè. Nên đó là lý do bài này chị rất là ngán cái vụ về giải phẫu. Mà nắm giải phẫu thì các bạn nắm rất là nhanh. Rồi thôi cứ học đi, rồi bữa sau chị sẽ ôm lại một lần nữa, về coi lại, rồi bữa sau chị dạy bài xong nữa chị sẽ ôm ha. Còn bữa sau nữa vùng mầm trên thành sai tan. Các bạn thấy cái gì trên cái lần này? Xung quanh là eco dày nhưng mà chính giữa thì sao? Eco trống, đúng chưa? Chứng tỏ lại gì? Xuất huyết giai đoạn bắt đầu đi vô giai đoạn bán cấp rồi, bắt đầu nó phá dịch từ từ ha. Đây là hình ảnh của một cái xuất huyết não vùng một mà giai đoạn bán cấp này. Thấy gì? Xuất huyết vùng mầm lan vô. Đó. Ở đây là bị bên trái, đúng chưa? Cây vùng mầm nè. Trong này cái gì đây? Lan vô đâu? Lan vô não thất rồi, mà não thất này có giãn không? Đó, nó vẫn còn nhỏ thì đây sẽ là độ 2, xuất huyết não độ 2. Rồi ha. Đây là cái cổ đây. Lan vô não thất nè. Ha, cái nằm ở phía sau, cái nằm cạnh đây là mặt cắt về phía sau cho mình dễ thấy thôi. Hôm nay thấy gì? Vùng mầm hai bên nè, hai cái này thì nằm ở trong thì chứng tỏ là xuất huyết vùng mầm lan vào não thất. Mũi tên màu đỏ chỉ gì? Giảm não thất. Ha, rồi mũi tên màu trắng, hai cái này gì? Hai cái này bình thường. Hai cái dưới này là gì? Gì? Bình thường ở đây là thùy trán, ở dưới này là thùy gì? Thái dương. Thì cái này nó sẽ cô trống đúng không? Mà trong đây cái trống này nó đấm tấm màu trắng. Đây cô trống mà có màu trắng này thì chứng tỏ nó phải là gì? Nhìn đảo vị. Thì đây chính là giãn của sừng thái dương. Ngay cái vị trí ở phía ngoài sẽ là nhu mô, đây nó giãn động thất, nó giãn cái sừng thái dương của động thất bên. Và trong đây đây cô dày này là có chứa máu ở trong đó nữa, đúng không? Máu đang vào trong não thất mà, thì máu nằm trong sở sừng trán và máu nằm trong sừng thái dương ha. Đây là xuất huyết não độ 3, đây là thấy là sai tan nè, nhìn rất là ghê ha. Não này gần như là gọi là não muốn láng luôn rồi đó, không có thấy là não đâu cả. Hôm nay dễ quá. Độ 4, trong nhu mô rồi ha, có nhu mô não thị trán hai bên. Xuống đây, bạn thấy đây là ngày thứ tư, siêu âm vào ngày thứ tư của cái bé sinh non, và tới ngày thứ 45 thịnh này thành thịnh về, thấy sao? Thành gì? Nang, phá nang. Thì các bạn thấy rõ ràng cái vùng tổn thương nó rộng, nó sẽ phá nang như vậy là nó bị mất cái nhu mô chỗ đó, thì đương nhiên nó sẽ có những chiến tuyến sau này về cái não, cái tổn thương ngay vùng nào thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đó. Rồi thì đến một cái nhóm khác ngoài cái xuất huyết não, đó là bệnh não thiếu máu thiếu oxy, đi chen với đột quỵ vậy đó ha. Não thiếu máu thiếu oxy thì đối với trẻ sinh non, tổn thương thiếu máu thiếu oxy nó sẽ xảy ra ở chất rắn quanh não thất bên hai bên, khác với trẻ sanh đủ tháng là cái tình trạng thiếu máu thiếu oxy đã y chang như người lớn của mình, đó là một bệnh cảnh của đột quỵ theo vùng phân bố của mạch máu ha. Còn đối với trẻ sinh non, nhắc lại, sẽ là tổn thương của chất trắng quanh não thất bên hai bên. Thì siêu âm thấy cái gì? Thấy cô dày ha. Tạo nang sau 2 đến 4 tuần và sau đó sẽ là teo cái vùng bị tổn thương đó. Nên bạn thấy đối với trẻ sinh non mà tổn thương chất trắng cạnh não thất, đôi khi mình sẽ không biết là cái chất trắng hay cô dày đó là do trẻ sinh non hay là do trẻ sinh non bị thiếu máu thiếu oxy não. Thật sự lần đầu khi đang đánh giá rất khó, không dám kết luận đâu. Mình phải theo dõi, ví dụ ngay tới thời điểm đó, ngay thời điểm sinh non thấy eco dày quanh não thất, không biết bệnh lạnh đó là sinh lý hay là bệnh lý. 2-3 ngày sau phải coi lại trong cái vùng dày đó nó có biến đổi gì hay chưa. Nếu nó là tổn thương thiếu máu thiếu oxy thì nó sẽ bắt đầu có những cái biến đổi thành nang ha. Thì mình phải theo dõi theo thời gian mình mới biết được. Rồi, cái này là chị nói rồi ha. Nhớ là trẻ, đối với trẻ đủ tháng thì sẽ là tổn thương theo cái vùng phân bố
sẽ tổn thương những cái nhân sáng, những cái đồi thị, chứ không phải là cái trắng cạnh nào khác giống như trẻ sinh non. Phân độ thì phân độ thiếu máu thiếu oxy này là dành cho trẻ sinh non ha. Độ 1 là eco dày quanh não thất tồn tại trên 7 ngày, giới hạn không có rõ. Độ 2 bắt đầu thành những cái nang nhỏ cạnh sừng chậm sừng tráng. Độ 3 nhiều nang quanh chất trắng não thất bên. Độ 4 những cái nang này á, nó lan ra sát với lại những cái nhu mô, những cái phì não và sát cái xương bạc sọ luôn, chứ không chỉ phun trú quanh hai cái não thất nữa, là độ 4 ha. Rồi đây, cái dày nhất này là gì? Đáp rối mạch mạc ha, não thất nè. Cái eco dày nhất này là đáp rối mạch mạc. Bạn thấy những cái mạng eco dày quanh não thất này không? Thì đây chính là chất trắng cạnh não thất. Bình thường mới nãy mình đâu có thấy được cái hình dày như vậy đúng chưa? Ở đây tại sao nó dày vậy? Có hai lý do. Nhắc lại, nếu trẻ mới sinh ra mà gặp eco dày như vậy, mình phải đặt vấn đề thì đây là do trẻ sinh non nên cái eco nó dày hơn, hay nó là bắt đầu có tổn biểu hiện của tổn thương thiếu máu thiếu oxy não. Nên bạn cứ ghi nhận, nếu mà trẻ sinh non mình thấy có cái mảng này mình đi là ghi nhận cái eco dày dọc chất trắng cạnh não thất bên hai bên, thì khi xem tái khám 3 ngày 4 ngày gì đó để bạn coi trong cái vùng này bắt đầu về sau ha, ví dụ đây vẫn là eco dày, về sau nó sẽ có những cái nang trong này, thì chứng tỏ đây là bệnh lý thiếu máu thiếu oxy. Còn nếu nó là sinh lý thì cái mảng eco dày này từ từ nó sẽ đi linh hóa, nó sẽ trở về giống như một cái trẻ bình thường, thì nó sẽ không còn eco dày ở chất trắng cạnh não thất nữa ha. Còn nếu nó là bệnh lý thì bắt đầu sẽ có dấu hiệu quá nang dịch nhỏ nhỏ, sau đó sẽ là những cái nang to, những cái nang cạnh não thất như thế này ha. Vậy thiếu máu thiếu oxy khác gì với lại so với xuất huyết? Nó sẽ là tổn thương chất trắng cạnh não thất, còn với lại xuất huyết là tổn thương của những chất nhân sáng cạnh não thất ha. Và đây các bạn thấy nè, những cái nang cơ nào là thiếu máu thiếu oxy thì sẽ tổn thương chất trắng quanh não thất, còn thì sức huyết nó là tổn thương các nhân sắc. Cái nang nằm ở trong cái trắng nang nhiều, bắt đầu những cái nang này là về giai đoạn này. Rồi đây eco dày ha, qua đây bạn thấy cái đây là cái xương bạc sọ nè, cái nang này nó nằm sát ở ngoài luôn, đây chứng tỏ là cái độ 4. Những cái nang to mà tiến sát ra ngoài ngoại vi gần xương bạc sọ thì là độ 4 ha, tổn thương ở trên độ 4. Đây là những cái nang ở vị trán hai bên nè, thấy chưa, nhiều nang ở nơi hai nhỏ thì cái tổn thương nó đã cũ rồi. Cái nhóm nhiễm trùng não bào thai thì siêu âm não mình hy vọng thấy được cái gì? Cái nhóm thường gặp nhất là chung là chỉ còn này thì gồm có tóc xô nè, rubella, cytomegalovirus hoặc là hẹp bét. Thì bạn thấy những cái trẻ mà bị nhiễm trùng não bào thai nó sẽ gồm đa hội chứng chứ không có riêng gì cái não. Nó sẽ có tật đầu nhỏ, những cái tổn thương trong nhu mô não, tổn thương mắt, tai, tim, cuộc sống này kia vân vân. Nhưng đối với những trẻ nhiễm trùng não bào thai á, bạn sẽ thấy cái tật đầu nhỏ thì nó sẽ đi kèm với lại vấn đề gì? Khớp nó sẽ làm sao? Chồng khớp. Các bạn thấy bé bị rubella sinh ra bao giờ chưa? Thì sản tháng luôn hả? Có bị bệnh viện không nhỉ? Giờ đó đi nhi, đi nhi, chị nhớ Y4 đi rồi Y6 đi nữa làm sao? Không giờ một bé là bất thường hết vậy? Đi sơ sinh đó, quá chừng luôn. Các bạn tưởng tượng á, tưởng tượng một con khỉ, cái đầu nó sao, cái bé rubella cái đầu yên vậy. Hết. Nó chỉ cần một cái đống tam mình to hơn có một xíu, nên cái xương sọ của nó gần như nó sinh ra là cái sọ, cái xương này nó chồng lên cái xương khác, nên những cái bé mà nó bị chồng sọ như thế này siêu âm không có được gì hết, mà nó không có đánh giá được nhu mô bên trong. Thì đối với những cái trường hợp đó cũng đánh giá mà toàn diện nó thì thấy là dùng cái CT để mà coi ha, chứ siêu âm của mình rất là hạn chế. Còn nếu may mắn nó không có chồng sọ, đầu của nó to bình thường thì mình vẫn siêu âm được, thì mình sẽ tìm những cái dấu hiệu gì để gợi ý của một cái nhiễm trùng não bào thai. Đó chính là đóng vôi. Những cái nhiễm trùng mà ở trong bào thai rồi, chúng ta nó xảy ra từ rất lâu rồi thì nó sẽ đóng vôi. Hoặc nếu những cái nhiễm trùng nào mà nó gây viêm nhiễm, gây nhồi máu hay xuất huyết gì đó thì nó sẽ y chang như những cái kia, tới cái giai đoạn mụn sẽ hóa thì hóa nang ha. Nhưng mà đặc điểm của nhiễm trùng não bào thai nổi bật nhất đó chính là cái đặc trưng đóng vôi. Đóng vôi thường xảy ra ở cái vùng mặt má thân nền rất là nhiều, nghĩa là vùng nhân sáng, vùng thị, những cái điều đó.
chảy, dịch đạo tụy, lưu thông của dịch đạo tụy nó làm giãn não cấp từ ở trong bào thai luôn, rồi những cái tổn thương như mô não xong xong nó sẽ phá nang ha, thành này mặt cắt coronal và mặt cắt sagittal, não cấp nè, não cấp nè, các não cấp sẽ là nhân đuôi và đây là gì, rồi thị đúng không, thấy gì rất là nhiều gốc vô nhỏ 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 vùng đồi thị hai bên chưa, bên đây mặt cắt sai tan và thấy những cái nốt vô giống như vậy, cậu này thấy gì, đây là đóng vôi theo cái những cái mạch máu ở trong nhân đèn, bạn thấy nó đóng giống như là hình cái dinh sĩ gì đó ha, trên tùy mặt cắt ở mặt có những mặt cắt bạn thấy nó vô dài qua tới đây bạn có thể thấy được nguyên cái nhánh như thế này, thì ở đây người ta gọi chung là đóng vôi mạch máu nhân nền ha, hoặc là đóng vôi nhân nền, đóng vôi mạch máu nhân nền và đóng vôi của nhân nền, thì khi thấy những cái hình ảnh đóng vôi đóng tấm những mạch máu ở những nhân sáng này thì mình có thể kết luận đó là theo dõi là những trùng não bào thai ha, rồi những cái đóng vôi rải rác tùm lum hết không chỉ nhân nền mà còn có thể ở những cái nhu mô, nhu mô thì sáng thì thái dương và đặc biệt là thì thái dương là vị trí biểu tích của rubella ha, rubella thì nó sẽ thích cái vùng chất trắng cạnh não thấp nhiều hơn, đây là vị thái dương và thấy đóng vôi ở mô não nè, này là những vùng nhân bèm thái dương như này ha, đây là chất trắng cạnh não thấp và thấy rất là nhiều cái nốt bị vô dày nhỏ ra các thứ khác nhau, hạt bé vị trí biểu tích của hạt bé người lớn em bé gì cũng vậy, những thái dương ha, mình thấy những cái nốt đóng vôi ở bề mặt của vỏ não rất là nhiều. Như vậy thật ra khi mà mình nói siêu âm não và những trùng não bào thai thì mình thấy là đóng vôi thì mình có thích được thì đâu có giám sát là do cái tác nhân gì, vấn đề là phải nhận diện ra được là có bất thường có đóng vôi bất thường hay không ha, để người ta theo dõi tiếp. Qua cái nhóm viêm màng não phủ, nhắc lại đây là chẩn đoán của lâm sàng, hình ảnh của mình chỉ gợi ý và đánh giá biến chứng, thì biến chứng có cái gì, tụ dịch tụ mủ dưới màng cứng, áp xe trong não, nhồi máu não hoặc là não thủy ha, siêu âm thấy gì, siêu âm có thể đánh giá não thủy nè, những cái tụ dịch làm rãnh não nó rộng nè, đối với siêu âm mà để chẩn đoán đôi khi bạn làm lâu ngày bạn sẽ thấy dấu hiệu, bạn sẽ ghi theo dõi viêm màng não nên bạn thấy một kết quả siêu âm mà theo dõi viêm màng não thì bạn phải coi nó tả gì trên đó, thì bạn sẽ thấy cái gì nó tả là màng nội mạc tủy tăng sáng, có nghĩa là những cái rãnh não á nó sẽ sáng hơn so với bình thường. Thật ra tại sao chị không thích cái này là bởi vì nó chủ quan vô cái người nhìn vô các bạn đánh giá, thì dù như bạn làm bạn ghi là những cái vân não tăng sáng hoặc là màng nội mạc tủy tăng sáng, bạn thấy lên cô dày hơn so với những cái não khác, thì tới chị làm chị thấy vậy nó bình thường, nên chị học có thích cái dấu hiệu mà màng nội mạc tủy tăng sáng để phần gợi ý của cái viêm màng não, nên khi mà nếu mà mình siêu âm lần đầu thì như trẻ sốt đi co giật lâm sàng chưa khám gì hết mà cho được viêm não đi xuống, bạn thấy là trong cái khoang tiếp nhận dịch có hồi âm, những cái dịch nó có hồi âm lần cận trong đó, bạn có thể bị mủ hay cái gì đó, những cái rãnh não lúc này nó viêm nó sẽ lên cô dày lên, thì lúc đó mình có thể gợi ý viêm màng não được. Còn nếu chỉ với một cái dấu hiệu chủ quan là màng nội mạc tủy tăng sáng thì mình rất là khó để mà chẩn đoán có viêm màng não hay không. Thì bạn thấy lâm sàng tại sao mà khi mà họ tôi cho là một cái siêu não trước khi họ đi chọc giò, họ loại trừ những cái tổn thương chấm chỗ, những cái xuất huyết trong não thì những tình huống họ sẽ không có chọc giò ha, đã trục não vậy sao, nên đó là cái mà họ không chờ, chứ họ không phải họ không chờ mình là trả lời cho họ là cái này có viêm màng não hay là không ha. Rồi sau một thời gian em bé điều trị thì sẽ cho siêu âm đánh giá lại một tuần 10 bữa gì đó xuống làm coi có tụ dịch dưới màng cứng, ngoài màng cứng hay là viêm não, phù não, áp xe não hoặc là diễn tiến thành não úng thủy hay là không ha. Hoặc trong quá trình điều trị em bé nó nặng lên, ví dụ giờ nó yếu liệt hoặc là nó bị liệt một bên tay chân hay là mắt nhắm kính những gì đó, có phát hiện triệu chứng thần kinh thì họ sẽ cho siêu âm não để đánh giá. Lại thấy gì? Đây chính là cái dấu hiệu của
Màng mà mặt vĩ ta sáng và thấy những cái bạch não nè, nó dày. Tại sao nó dày? Thế cô dày lên dày, nó do gì? Viêm dính đó. Cái hiện tượng viêm dính đó nó làm cho cái dịch động vĩ nó không lưu thông, nó sẽ bám, nó tạo thành những cái màng cô dày lên như thế này. Trong khi đó mới nãy bạn quay về những cái hình trước, bạn sẽ không thấy những cái bạch não thì cô dày tới mức này ha. Nó sẽ nhìn nó mỏng mảnh hơn, nó không có dày như thế này. Thì nếu mà nó rõ ràng dày, chứng tỏ là quá trình này là viêm là đã có rồi, nên nó mới đây cô dày như thế này. Nên đây là dấu hiệu gọi là dấu tăng sáng rãnh não hoặc là màng động vĩ tăng sáng ha. Hình này thấy gì? Đây là mặt cắt corona dùng đầu dò lai nia, mặt cắt sagittal đầu dò lai nia. Các bạn thấy thì sao? Cái đường này là đường gì? Bách liên bán cầu, đúng chưa? Đây là bách liên bán cầu. Cái này là gì? Hai cái này gọi là gì? Vị trí này gọi là gì? Giữa nhu mô với lại bách liên bán cầu có gì? Khoang giếng nhện, đúng không? Khoang giếng nhện, hai này là gì? Hai đạo thất bên. Hai đạo thất bên thì các bạn thấy gì? Có dạng đạo thất không? Có. Nó hết nhọn rồi nè, nó tròn rồi nè. Dịch ở trong đạo thất bên hai bên này so với dịch ở vị ổn, dịch ở khoang giếng nhện này như thế nào? Có giống nhau không? Dịch đạo vị ở đây màu gì? Màu đen. Dịch đây màu gì? Hơi sáng rồi đó, nghĩa là dịch có hồi âm rồi. Như vậy chứng tỏ rằng cái dịch ở khoang giếng nhện này có bình thường không? Không. Nó có thể có máu, có mủ gì rồi ha. Thì nên ở đây nếu mà chẩn đoán viêm màng não mủ, mà bây giờ tới một ngày sau khi điều trị tuần gì đó đem xuống với mình và mình thấy dịch vậy, chứng tỏ là có tụ mủ gì đó như thần kinh, đúng chưa? Ô khoang giếng nhện, xin lỗi, khoang giếng nhện. Mà thấy là cái dịch hồi âm có bất thường, đúng không? Bên đây là mặt cắt sagittal cho mình thấy là cái lớp dịch này cũng hồi âm. Qua hình này thấy gì? Ở đây là hai cái sừng trán nè. Cái này là dung mô não, đây là xương. Cái này là một cái lớp dịch. Dịch này là dịch gì? Dịch ở đâu? Dịch cũng cứng. Hình gì? Hình này hình gì? Hình liền hay hình thấu kính hay mặt lồi? Hình liền. Hình liền. Ở đâu? Tụ gì? Tụ dịch dưới màng cứng, đúng không? Đó. Thì siêu âm mình sẽ đánh giá được những cái vấn đề này. Rồi, ở đây, đây nè, nhìn lại ha, tụ dịch dưới màng cứng. Hình này thấy không ta? Chắc là thấy được mà. Đây là đường giữa nè. Đây là nhu mô não nè. Bạn, mấy bạn còn gần có thấy được một cái lớp theo cái tay chỉ không? Rồi, thấy trong đây là có cái dịch trong này nó hơi trắng, dịch ngoài đây đen, đúng chưa? Như vậy cái dịch ngay cái chỗ mà xám xám này là dịch gì? Dịch này là dịch của khoang giếng nhện ha. Còn cái dịch đen ngoài này nè là của gì? Dưới màng cứng đó. Nhưng mà hai cái dịch này bản chất nó hơi, nó chưa có giống nhau. Khoang giếng nhện này chắc chắn là nó có thể là nó bị mủ hay cái gì đó nên nó đã có hồi âm rồi. Còn ngoài đây nó tụ dịch này là dịch của do phản ứng, nó chưa có mủ nên dịch dưới màng cứng này còn đó. Ha, bạn thấy rõ ràng nó tách lớp ra rất là rõ. Nếu bạn không phân biệt được, bạn không tìm được cái lớp này nè, thì bạn sẽ bỏ màu vô, bạn sẽ thấy ngay trong này là có màu và ngoài đây nó không có màu gì cả. Để phân biệt dịch dưới màng cứng hay là khoang giếng nhện ha. Hình này là hình sagittal của hai cái vị trí trán đầu dò lai nia. Đây là dịch, bạn thấy dịch này sao? Có cái gì? Fibrin ha, mủ máu gì đó đã bắt đầu fibrin hết rồi. Mà cách gì? Đừng nhìn hai cái hình dưới không có đúng. Cái này là dễ sai chứ, đầu dò rồi. Mặt cắt gì? Axian, đúng không? Mặt cắt xuyên sọ, xuyên thái dương. Đây chính là cái đường giữa nè. Khi mà cắt xuyên thái dương, bạn nhìn cái đầu tiên, phải là đầu tiên của bạn là tìm cái đường giữa, bởi vì đó là cái dễ thấy nhất. Một cái đường thẳng eco dày ha. Thái dương đây. Hai cái màu đen này sẽ là gì? Hai cái đạo thất. Hai đạo thất bên cạnh đường giữa, đúng chưa? Rồi,
xương bạn sọ. Rồi bây giờ mình thấy giữa cái nhu mô não với lại xương bạn sọ nó tự nhiên nó có một cái lớp ở đó. Và cái lớp này là hình gì? Hình liềm. Vậy đó là gì đó? Tụ dịch dưới màng cứng. Ha, tụ dịch dưới màng cứng ở vùng thái dương. Đúng không? Qua bên đây mình nhìn này. Đó, người ta đo cái lớp như thế này. Ha. Còn hình này. Đây là những sự hơi điện cực cái thứ hai là tới gần dạ. Thứ hai dịch trong não thất sao không có echo trống nữa mà là có hồi âm ha, chứng tỏ có mủ có máu gì trong đó là những cái viêm của não thất nó làm từ từ nó sẽ làm não thủy. Nhìn hình này giống gì chứ có thời gian không đúng không, có bỏ bao đàng hoàng đúng chưa, cái tổn thương có bỏ bao ngoài trong là có hồi âm này kia nữa đúng không, bị che một cái áp xe gan, đây là một cái áp xe não trong một cái đứa ở bên não mạch não. Còn cái hình bên đây, đây là hình ảnh của một cái phù não. Một trong những lý do mà mình không nên đè lên cái thấp trước của em bé đó là mình sẽ làm mất cái dấu hiệu lý của phù não đi, là não thất nó sẽ bị xẹp. Trong những cái đứa mà phù não thì bạn tưởng tượng phù não là cái gì, là cái nhu mô á, nó sẽ phù ra, nó sẽ làm ép dẹp những cái chỗ nào còn trống, chỗ nào còn trống, não thất bên nè, những cái não thất nè, rồi gì nữa, khoang dưới nhện, nó sẽ nhu mô não nó sẽ tiến sát lên, nó nằm sát luôn cái xương bàn sọ, nghĩa là còn bao nhiêu cái chỗ trống là nó sẽ ráng nó hình ra, gọi là phù não đó. Thì bạn tưởng tượng như vậy để dễ nhớ, thì đây bạn thấy cái hình này nó cái gì, cái nhu mô não nó nằm sát lên cái xương bàn sọ luôn. Mình không có còn thấy cái lớp dịch não tủy, cái não thất ở đây nè, gần như mình cũng không có thấy nữa ha. Những cái lãnh não nó không còn có dịch não tủy hiện diện vô hết. Cái hình ảnh này khi mà mình siêu âm và chân của em bé mình có thể theo dõi cái phù não ha. Gì? Hai cái sừng trán nãy nói rồi này, sừng gì, sừng thái dương. Hình ảnh một cái bông hoa có cái nhị với lại những cái cánh xung quanh của não thủy. Bỏ qua đó. Đúng không? Hai cái não thất bên chị em nè ha. Qua luôn. Thì não thủy nó có thể là não thủy thông thương hoặc là não thủy tắc nghẽn. Tắc nghẽn thì từ cái chỗ tắc mà trở lên thì nó sẽ giãn. Sau cái chỗ tắc thì nó sẽ không giãn ha. Rồi nếu mà thông thương thì nó sẽ giãn từ trên xuống dưới, nghĩa là giãn trên lều, giãn dưới lều, giãn hết. Não thủy lành tính ngoài trùng đó chính là hình ảnh của một cái rộng khoang dưới nhện. Những cái não thất bên những này kia đồ ở trong đó, thì nó có thể bình thường, nó không có giãn gì cả, nó chỉ là hình ảnh của rộng khoang dưới nhện. Thì đối với não thủy lành tính ngoài trùng mình phải theo dõi để coi nó có diễn biến cái teo não nó làm rộng cái khoang dưới nhện hay là không ha. Rồi ở đây giãn, cái này là giãn của não thất bên hai bên, và đây là cái não thất ba. Ở đây ngay cái vị trí của cống não thì ta thấy là nó tắc nghẽn ngay vị trí ha, tắc động. Thật ra não thủy mà để xác định nguyên nhân trên siêu âm rất là khó, khi mà nguyên nhân rõ rệt có khối chấn chỗ hay gì đó chèn ép vào á thì mình sẽ dễ xác định hơn. Cái phần não thủy thì nó sẽ khó hơn, nó rất là những cái nang màng nhện nó chèn ép cho não thất gây tắc cái đường dẫn lưu, nó cũng gây động thủy ha. Hình này não thất thì giãn, dịch ở trong não thất thì sao, có hồi âm ha. Bạn thấy ở đây á, não thủy nó tầm trên lều cũng có và tầm dưới lều cũng có luôn, não thất ba, não thất tư ở dưới. Cái bông này đẹp hơn không hết hả? Không chút tưởng nghe được cái bông. Hay là não thủy mắc tư. Còn nếu như bạn cắt mà không có được cái não tư này giãn á, có nghĩa là não thủy không mắc tư ha. Những cái dịch ngoài trục, bạn thấy đây nè, dịch ngoài trục nè, nghĩa là rộng cái khoang dưới nhện, rộng cái khoang dưới nhện của bên hai bên bán cầu, nó không phải là tụ dịch dưới màng cứng ha. Nên mình cần phải phân biệt đây là khoang dưới nhện nó rộng, thì đây là những cái não thủy lành tính ngoài não. Những cái não này mình cần phải theo dõi coi bé này, những cái dịch này nó có đường hấp thu hay không, não có phát triển thêm
cũng vậy. Bạn thấy mình, nếu mà bạn nào không làm CT thì bạn sẽ thấy là não của người già những cái mang chỉ nhận rất rất là rộng, mấy cái cuộn não họ bắt đầu teo lại nha. Rồi nhắc lại những cái vị trí màu xanh này, lúc huyết não đầu 4 ngay trong nhu mô, chưa? Còn nếu mà cạnh sát cạnh não thất của nhân sáng thì là của vùng mầm, còn chất trắng cạnh não thất là của gì? Thiếu máu, thiếu oxy của trẻ sinh non. Rồi đây một số biến thể cho mắt trong suốt, không phải là dạng não thất gì hết, đây là não thất bên hai bên, đây là cho mắt đang trong suốt một cái biến thể thôi. Đây như vậy, cái này thì khi nào mấy bạn làm sâu hơn thì làm mới quen được rộng để lớn. Đây bạn nào làm trung sản thì cái này sẽ thấy khá là thường, rộng để bắt nang. Nhắc lại không biết. Nhớ cái hình ảnh của đám rối mạch mạc nó chỉ nằm phía sau, nhớ ha, nhớ mình dạy nó chỉ nằm phía sau mà không nằm phía trước, nên nếu mà mình chẩn đoán cái xuất huyết của vùng mầm mà có lan qua lòng thất hay không thì mình phải coi ở nhiều mặt cách khác nhau để coi sự liên tục của cái đám rối mạch mạc với lại cái xuất huyết nó sẽ khác nhau. Từ giờ nói nhiều quá, nhưng xương não hạn chế chỗ nào các bạn thấy, từ giờ chỉ có nói cái tổn thương nào của dưới đều không, của tiểu não không? Gần như là không có. Tại sao vậy? Mình thấy rõ ràng những cái vị trí mà mình có thể siêu âm được, chỉ đánh giá được tầng trên đều là chính. Cái tiểu não nó nằm khá xa cái trường mà mình có thể quét tới được, nó nằm ở xa quá ha. Rồi cái thứ hai là những cái tình trạng nghi linh hóa của não, và là cái trẻ sinh non đó, ví dụ như là nó nghi linh hóa này là có đạt với lại cái tuổi thai 36 tuần hay không, hoặc là trẻ 1 tuổi 2 tuổi thì siêu não không trả lời được chuyện đó, thế nó chỉ có em trai mới trả lời được. Rồi những cái cấu trúc nông, thật ra từ bây giờ mình chỉ coi được của thùy sáng là chính, đúng không? Đối với đầu giờ Lanier, đầu giờ Lanier đặt vô sinh thái dương là mình gần như cũng không thấy được gì cả, nên đánh giá rất rất là hạn chế. Rồi những cái tổn thương mà nếu như mà thiếu máu, nhồi máu mà diện rộng và nhiều thì siêu âm đánh giá cũng rất rất là hạn chế. Khi mà có tổn thương nhiều, khuyến cáo rằng nên chụp một cái CT một cái MRI để từ bỏ sót những tổn thương khác. Tổn thương chất trắng ở trẻ non dễ bỏ sót, đó là mấy nãy chị nói đây, cô dày chất trắng cạnh não thất nó sẽ làm cho mình nhầm lẫn không biết nó là sinh lý của trẻ sinh non hay là cái tổn thương chất trắng. Ví dụ như hình này, đây là cái hình siêu âm ở một trẻ mà sinh non 29 tuần tuổi thai, ngày đầu mới đẻ ra kêu mình lên siêu âm trong vòng 24 tiếng mà, thì mình lên mình thấy gì ở đây, cái cô dày này đã rất mạch mạc nha. Còn cái dày bên cạnh này mới chính là chất trắng cạnh não thất nè. Thì khi mình thấy vậy, đây cái cô dày nè, mình đâu biết là nó có tổn thương hay là không, cứ ghi nhận là có hình ảnh lên cô dày chất trắng cạnh não thất bên hai bên thì mình sẽ tái khám nè, theo dõi thêm. Tới sau đó một vài tuần bắt đầu bạn thấy đi, trong cái vùng cái cô dày nó bắt đầu có gì đây nè, những cái nang nó rất nhỏ bắt đầu xuất hiện, thì nó cho thấy đây chính là tổn thương chất trắng không phải là sinh lý thường nữa ha. Rồi về sau bắt đầu cái vùng mà cô dày này nó bắt đầu hóa nang rất là nhiều đó, những cái nang nó to dần ha. Thì đây chính là hình ảnh của phản hồi âm trong tổn thương nang của trẻ sinh non. Đây cô dày bên trong cạnh não thất, chụp tới cái chân cái não này với não này không khác nhau không? Cái gì? Biết tại gì vậy? Thấy tại gì vậy? Trả lời cuối cùng trước khi kết thúc bài, coi cái dịch tử tử được hai bên này gì không? Hai bên này là thị gì? Thị tráng. Tại vì nhìn cái hình này là biết thị tráng rồi, không thấy nào thấm gì hết, là thị tráng hai bên. Vậy hai này là gì? Không mắt. Cái đầu đó. Cái não này với não này khác nhau cái gì? Đây chính là não của trẻ lớn và đây là não của trẻ sinh non ha. Không có rạch não gì cả. Hai này khác nhau gì? Đây, nhìn lãnh não nè, lãnh não nè, trẻ sinh non nè, thấy chưa? Ha. Đấy. Cái phía sau này là tiểu não nè,
rất là rõ ràng nhưng mà không có cụ thể, không có biết mình được. Bye bye.